Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một người đã gắn bó với môi trường sinh học từ thập niên 80. Ông đã cống hiến rất nhiều thời giờ, công sức cũng như tâm huyết để phát huy môn học như chữa bệnh, hướng dẫn và đào tạo rất nhiều giảng viên để giảng dạy môi trường sinh học ở khắp nơi trên thế giới, với mục đích được thực hiện được hoài bão của sư tổ Dasira Narada. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị phần chào mừng của thầy viện trưởng Tạ Duy Thành. Xin mời thầy bước lên sân khấu. At this time, it's my privilege to introduce to you an honorable man who has been dedicating his life to help many patients get relief in physical and spiritual illnesses. Please welcome the director of Universal Institute and our beloved Master Tạ Duy Thành. Ngài xin kính chào tất cả quý vị quan khách, quý vị trưởng thượng và toàn thể anh chị em đồng môn. Hôm nay chúng ta tập trung ở đây để mừng ngày sinh nhật của Đức Tổ sư Dasira Narada, người đã có công tìm được môn học và khai sáng cái môn học, và cái môn học đã đem lại cái lợi ích thực sự cho nhân loại. Tổ sư Dasira Narada của những môn sinh trưởng sinh học. Nhưng nó cũng là ngày mà rất nhiều người không phải là môn sinh của trưởng sinh học cũng nhận được những cái ơn đức, những cái công lao của Ngài. Kính thưa anh chị em, chúng ta gọi Ngài là Đức Sư Tổ, nhưng mà thật sự ra Ngài chưa bao giờ xưng mình là Đức Sư Tổ. Thậm chí Ngài còn gọi những người đi sau là anh em. Cho nên tôi với tư cách viện trưởng đứng đây cũng chỉ là anh em, cũng chỉ là đồng môn với tất cả quý vị, không phải là thầy. Và chúng tôi muốn tâm sự và để nói lên cái tinh thần của cái người trường sinh học, là chúng ta là sống và sống bằng cái tấm lòng của mình, sống bằng cái nhìn đối với nhân loại tất cả mọi người đều là anh em. Vì đều là anh em cho nên chúng ta có cái nhiệm vụ san sẻ những cái đau khổ, những cái nỗi bất hạnh cũng như những niềm vui đối với anh em chúng ta. Bởi vậy nhiều khi nói rằng là cái viện trường sinh học tạo được nhiều cái công đức, tạo được nhiều cái này cái kia, nhưng mà thực sự ra đối với chúng tôi đó là một cái sự san sẻ. Đương nhiên cái bổn phận mình phải làm, tại vì những người anh em của mình đang nhận những cái đau khổ mà chúng tôi không thể ngồi yên. Hôm nay tổ chức ngày sinh nhật không phải là chúng ta đến đây để ăn uống, để vui chơi với nhau, mà cái chính là chúng ta học tập cái gương của một vị đã hy sinh suốt cả cuộc đời của mình cho nhân loại. Cái gương làm việc, cái gương sống của Ngài. Tất cả những anh chị em mà trụ sinh học đang học tập cái gương sống của Ngài, tức là làm thế nào để mà sống trong cái cõi đời này, làm được một chút gì đó cho tha nhân. Thưa chị em, hôm nay là ngày sinh nhật. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta mừng ngày sinh nhật. Tất cả mọi người đều có ngày sinh nhật, và hầu như là cũng mừng cái ngày sinh nhật của mình. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta mừng ngày sinh nhật chúng ta mà chúng ta không biết chúng ta sinh ra để làm gì. Cho nên có nhiều người được sinh ra và sống trong một lối sống không có đem lại được cái lợi ích cho những người xung quanh, và không có đem, thậm chí không có đem lại được cái lợi ích cho chính bản thân của mình nữa. Chúng ta đã chứng kiến đó, chúng ta chứng kiến rất là nhiều cái hoàn cảnh, những cái chuyện này chuyện kia mà chúng ta thấy rằng đó, mình sinh ra mà không làm được một cái gì hết, không làm được một cái gì hết cho chính mình, lại còn làm những cái cho xã hội nó xấu thêm. Chúng ta thấy có những người được sinh ra
được học rất là cao và rất là thông minh, rất là giỏi, nhưng lại không đem cái giỏi của mình ra để phục vụ cho nhân loại, mà đem cái giỏi, cái tài của mình ra để mà làm thiệt hại cho những người khác, để mà làm lợi cho cái bản thân của mình. Đó. Chúng ta thấy trên thế giới này có rất nhiều người tài. Đó. Tôi có từng nói với những anh chị em đồng môn, tôi rất là phục cái ông Osama Bin Laden gì đó, cái ông đó rất là giỏi. Ông giỏi đến nỗi mà ông nói sai người ta có nghe đó, ông nói người ta làm tầm bệnh người ta cũng đi theo. Đó. Ông nói người ta giết người khác lên thiên đàng mà người ta cũng nghe. Ông đó là phải giỏi lắm, phải thông minh lắm. Đó. Và ông ấy chẳng phải là tổng thống, chẳng phải là một vị lãnh đạo, nhưng mà cái quyền uy của ông có thể control được nguyên cả cái khối Ả Rập. Đó không phải là một người tầm thường. Đó. Với cái sự tài giỏi đó, với cái ông ta là một người có kiến thức nữa, với cái kiến thức đó nếu mà đem ra phục vụ cho chúng sanh thì chúng ta biết rất là nhiều cái lợi. Và chúng ta sẽ được hưởng những cái kiến thức thông minh đó. Đó. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị đau khổ vì những kiến thức đó. Chúng ta đang bị đau khổ vì cái sự thông minh đó. Đó. Và rất nhiều nơi đang bị đau khổ. Đó. Chúng ta thấy được sinh ra, đó, được học có tài mà lại không đem lại được cái lợi ích gì cho chúng sinh, chỉ đem lại vì cái sự ích kỷ, đem lại những cái tốt đẹp cho chính mình. Đó. Cho nên sinh ra những cái đau khổ như vậy. Đó. Tôi có nói với các anh em, ông Bin Laden đó, ông còn giỏi hơn Tổng thống Mỹ nữa. Đó. Giỏi hơn Tổng thống Mỹ mà nói mình làm sai, nói mình là nhảy xuống sông chết là không bao giờ mình làm hết. Mình xách ra mình lôi ông xuống. Đó. Nói mình làm bậy là mình lôi cổ xuống. Đó. Còn ông Bin Laden, ông nói người ta ôm bom giết bao nhiêu người mà người ta vẫn thấy như là cái vụ mà hai chiếc máy bay mà làm sập hai tòa nhà đó, đó. Cái người mà những cái người đi theo để mà làm cái chuyện đó, họ sẵn sàng họ chết một cách tự nhiên, chết một cách sung sướng, chết một cách mà họ cảm thấy là hạnh phúc được làm cái chuyện đó, thì rõ ràng cái chuyện đó là sai, mà rất là sai, đem lại cái tai hại cho thế giới, biết bao nhiêu những nhân sĩ, những trí thức ngày hôm đó. À, cái ngày nay quanh đó, ngày hôm đó đã phải bị tiêu diệt, đã phải chết, gia đình tan tác, cho đến ngày nay vẫn còn những giọt nước mắt mỗi ngày, mỗi lần mà chúng ta nhớ lại cái ngày đó, vẫn còn những giọt nước mắt rơi ra từ gia đình họ, không phải từ gia đình họ, từ những người khác nữa. Bởi thế chúng ta thấy được sinh ra, được học chưa chắc đã là tốt đâu. Cái quan trọng nhất là có cái đức, quan trọng nhất là có cái đức. Thưa chị em, nếu mà cái ông Bin Laden ông có cái đức, một chiến sĩ cái đức, có tình thương đối với mọi người, thì thưa chị em, thế giới này sung sướng lắm. Có tôi nghĩ rằng là nhiều khi tôi nói với anh chị em tôi, mình mấy ông mà có đức, ông mà có đức độ, mà biết thương yêu người khác, nhiều khi mình mua xăng chỉ cần 50 cent một gallon thôi, chạy đã luôn, lái xe xuống luôn. Đó. Mà thật sự là như vậy. Đó. Chúng ta thấy trong cái thế giới này, những người được sinh ra có nhiều người làm được những chuyện rất là tuyệt vời, và chúng ta phải khâm phục, và tất cả mọi người đều phải khâm phục. Đó. Tất cả chúng ta ai cũng được biết bà mẹ Teresa Calcutta ở bên Ấn Độ. Bà cũng là một người được sinh ra, ai cũng được sinh ra, đó. Học hành thì có lẽ không có bằng mấy ông kia đâu, không bằng Bin Laden đâu, nhưng mà có đức, cái tâm lòng, cái tình thương, và chính cái tình thương đó nó phát triển, và những cái hành động, những cái lời nói, và nó làm cho cả thế giới khâm phục. Từ một bàn tay rất là nhỏ bé, cái tướng đi lùng khủng, một người bất một người rất là lùng khủng, đó. Mà đã tạo được không biết bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư, từ những đứa bé bùi đời, từng đứa trẻ tàn tật nằm ngoài vệ đường. Đó. Nếu không có bà đó, những đứa bé đó hoàn toàn không có tương lai và có thể chết đói, nghĩa là rất đau khổ trong sự đói khát, nhất là ở cái nước Ấn Độ. Chúng ta thấy coi vậy chứ mà họ đói lắm, chứ không có no đâu. Đó. Không có no đâu. Là nước có nhiều dân quá. Đó. Mà cái thời đó là chúng ta những tôi có
một số chị em có sang đến Ấn Độ thấy chứng kiến thấy rằng là có những nơi họ nghèo nàn mà sống cuộc sống rất là thấp đó. Bà Teresa đã làm được cái chuyện mà đem những đứa bé từ ngoài vệ đường, những đứa bé bị bỏ rơi mà biến nó trở thành kỹ sư, thành bác sĩ, thành những nhà khoa học đó. Và cái quan trọng nhất, cái hay nhất mà bởi ngoài cái việc mà biến những cái đứa trẻ thành những nhà khoa học mà những nhà khoa học đó lại có cái tâm đức, chứ không phải là những nhà khoa học mà không có tâm đức. Tất cả những người được xuất thân mà được học xuất thân từ cái viện của bà mẹ Teresa đều là những người có cái tâm thương người, đều chân thành, đều có đạo đức đó. Và chính vậy họ làm những cái chuyện thiện nguyện, hoặc làm không cần biết cái gì, không cần biết cái lợi cho bản thân của họ đó. Họ đã noi gương cái người được sinh ra trước đó, họ là bà mẹ Teresa. Thưa anh chị em, ông tổ chúng ta cũng là người được sinh ra ngày 24 tháng 10 năm 1846. Ngài cũng là một người như chúng ta đó, được sinh ở Tích Lan đó. Mà cái nước Tích Lan thì là một cái nước về Phật giáo, cái nước là nước hoàn toàn 100% là Phật giáo đó. Và cái luật của bên nước Tích Lan là tất cả mọi người đàn ông đó, mọi người đàn ông sinh ra từ 18 tuổi cho tới năm 27 tuổi là bắt buộc phải trong cái vòng đó là phải đi tu, và đi tu 3 năm. Thì ông Dasira Narada cũng đi tu giống như người ta 3 năm đó. Sau đó một người thông minh, ông ta làm việc cho chính phủ Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ lúc đó là đang được bảo hộ bởi cái nước Anh. Nước Anh đang cai trị, mình nói là cai trị hay là bảo hộ nước Anh. Thì ông quá thông minh, quá tài giỏi, cho nên chính phủ nước Anh mới đem ông ta qua nước Anh để mà đi du học một trong cái Việt Nam. Sau một vài năm, ông ta nhận được một cái bằng tiến sĩ xã hội học của bên nước Anh và trở về làm việc cho chính phủ Ấn Độ. Nhưng ông ta thấy rằng là mình có làm bộ trưởng trong cái chính phủ Ấn Độ chăng nữa, mình cũng chỉ, nếu mà mình làm chuyện tốt, mình cũng chỉ giúp được người dân trong cái chính phủ phần nào thôi, không có thể nào mà giúp cho những cái người dân ở những cái nước khác. Cho nên ông ta bỏ và đi tìm cái phương pháp làm thế nào để mà giải tỏa cái đau khổ cho tất cả mọi người. Chính vì thế ông đã bỏ cái chức vụ của mình và đi vào rừng núi Himalaya 18 năm ở trong hang động, ăn rong rêu, ăn lá cây đó, để quyết định tìm ra cái phương pháp làm thế nào giải tỏa cái đau khổ cho nhân loại. Và sau 18 năm ông đã thành công đó. Thì và kể từ đó cái môn học nó thực sự ra đời đó. Và ngày sau đó ngài đã đi khắp nơi để mà làm những cái chuyện đem lại cái an vui cho mọi người. Kính thưa anh chị em, cái viện trường sinh học của chúng tôi đang thực hiện cái việc trị bệnh, và ngoài cái việc trị bệnh cho mọi người một miễn phí, chúng tôi còn đang làm những chuyện âm thầm, làm những cái chuyện khác là hoán cải, làm sao sửa đổi cái tâm tính của từng người đó. Sửa đổi cái tâm tính của từng người. Ông Dasira Narada vào trong núi 18 năm không phải là để tìm cái phương pháp trị bệnh, thưa chị em. Nếu mình tìm phương trị bệnh, học châm cứu 3 tháng là có thể trị bệnh được rồi đó. Học bấm huyệt cũng 3 tháng là trị bệnh được rồi. Học bác sĩ là 10 năm là cũng trị bệnh được đó. Rồi học những cái phương pháp khác, khí công cũng 1 năm, 2 năm cũng có thể trị bệnh được. Nhưng mà tại sao ông phải bỏ qua đó 18 năm? Cho nên cái 18 năm không phải là để trị bệnh không đó. Mà 18 năm đó là giải tỏa đi những cái đau khổ khác. Ngoài cái việc trị bệnh đó, ngài còn làm được cái việc mà ngài truyền thụ cho chúng tôi, làm được cái việc mà hóa giải được, chuyển hóa được cái tâm tính của con người. Tất cả những, hầu như tất cả những người bệnh nhân, cái đặc biệt mà tôi thú vị ở môn học này là tất cả những người bệnh nhân, hầu như tất cả những bệnh nhân
khi được trị bệnh môn học này mà họ đã bớt hay đã khỏi, thậm chí chưa bớt, người ta cũng thay đổi cái tính tình một cách rất là kỳ lạ. Ta hiền hòa, người ta ta dễ thương, người ta ta quý mến tất cả mọi người, là sống trong cái gia đình rất là êm ấm, không còn như xưa nữa. Đó là cái điều mà quá, cái điều tuyệt vời của cái môn học. Tôi ở đây không biết là chị Cindy, bà Cindy có mặt ở đây không? Bà Cindy là một người ung thư máu. À, tôi Cindy ở dưới kia. Một người bị ung thư máu. Bác sĩ tuyên bố rằng là 14 ngày là chết rồi, không có, tại vì vô máu nhiều quá rồi không vô được nữa. Vô là nó vừa vô xong là mất liền, vừa vô xong mất liền. Cho nên nhà thương không cho chăm trị nữa, rời về nhà, tuyên bố là 14 ngày sau chết. À, gia đình tôi không hiểu tại sao biết chúng tôi mới đem tới, khiêng chị tới rồi khóc lóc ung thùm tới, thấy nước mắt không? À, nước mắt với lại cái sự đau khổ. À, tại vì là sắp chết rồi. À, thì tôi có ăn rồi, tôi nói là không sao đâu, chúng tôi sẽ cố gắng để giúp cho. À, và cho tới bây giờ là 2 năm mấy rồi phải không ạ? Bao nhiêu năm rồi? 2 năm chưa có chết, mà bây giờ không phải vô một giọt máu nào hết rồi, sống tỉnh bơ, không phải vô một giọt máu nào hết đó. Thôi cô xin gì chúng ta thấy dưới kia đó. Mời cô xin đi bước lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan cho cô. Cô đứng lên được rồi phải không? Đứng lên được rồi. Bây giờ chúng ta không có thời gian nha, chúng ta rất còn biết nhiều thời gian chúng ta không có. Và cảm ơn cô. Nếu mà quý vị có muốn hỏi thăm cô có cái số phone đó, mình gọi hỏi thăm hoặc tới nhà cho hỏi thăm. Đó là một người mà trước đây tôi không hề quen biết, nhưng mà bây giờ là như vậy và rất là phải bạn nhìn thấy không còn là người bệnh nữa. Nhưng cái điều vui mừng của tôi không phải là cô hết bệnh, chưa phải là cô hết bệnh. Cái điều vui mừng là những đứa con của cô ấy đã đến nhà, đến cái viện kiểm soát của chúng tôi mà nói rằng: thưa thầy, chúng con mừng lắm. À, mừng vì mẹ hết bệnh là một chuyện, mà mừng bây giờ mẹ con hiền vô cùng, hết dữ thầy. À, ngày xưa mẹ con khó lắm. À, mẹ chúng con là khó lắm, quyền uy rồi dùng cái quyền của mẹ là đàn áp người con rất là khó khăn. À, nhưng bây giờ hiền lắm, rất là dễ thương, sống rất là tốt, sâu là thể hiện cái tình thương của một người mẹ chan chứa trong cái tình thương, không còn có một cái quyền uy nữa, không còn dùng quyền uy để mà sống với cái gia đình nữa. Đó là cái sự thật, đó chính là điều tôi không mừng, và cái đó chính là cái quan trọng của cái môn học này. Chúng ta thấy trước đây đấy, có một số chị em mà cầu cứu. Trước đây có một số chị em mà cùng làm việc với chúng tôi cách đây 5-7 năm đó, thì biết có một người tên là Sang á, anh Sang á, cái anh đó là đi giết người đó, bị tù chung thân luôn đó, mà bị ung thư ở trong tù đó, gần chết rồi, nhà tù mới đuổi ra, không biết sao mà cho ra luôn, tại vì gần chết rồi để trong đó, chắc mất công làm giấy tờ gì tôi không hiểu, cho anh ta ra lang thang ngoài để chết đó, mà không biết lý do nào, cái sự may mắn hay là phước đức gì đó, anh ta tới, anh ta gặp chúng tôi và trị bệnh, người ta khỏi. Rất là khổ sở trong lúc trị bệnh. Quý vị biết rằng là tất cả những câu chuyện này mà những cái kỷ niệm trong cái cuộc sống, trong cuộc đời của mình, trong cái việc làm của mình. Thầy ơi, thì coi nhìn đi. Dạ. Tôi gần chúng bạc cái đi rồi. Phải vô hấp chứ. Tôi cũng 22.0.3 cũng chắc vô hấp chứ. Bác sĩ ở nhà thương tuyên bố mày không còn làm gì nữa hết, mày chỉ đợi mà thôi. Tôi có nơi rồi, tôi bị cướp từ nhà thương, tôi trở về với thầy. Bây giờ hôm nay tôi mạnh như thế này, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn bác. Vâng, cũng có nhiều người lắm ha. Mình cũng không muốn nói không muốn tự nói những cái kết quả của mình ra làm cái gì ha, nhưng mà sẽ có những người họ đã được nhận những cái ơn như vậy, khỏe mạnh như vậy, tự nhiên tự nói ha, không sao. Thì làm cho tôi quên những cái gì tôi đang nói. Vâng, cái anh Sang đó, tôi biết chúng tôi khổ sở với anh lắm, chúng tôi rất là khổ sở với anh đó. Anh không có tiền. Bây giờ cái chỗ mà UCI đó,
UCI nó chỉ có cái nhân đạo ra, tại vì không có không còn giấy tờ nữa. Nhưng mà khi mà đưa vô UCI cấp cứu đó là nó chỉ truyền cho máu cho người ra, không có nó không có cho nằm đó, thì không có giấy tờ nào. Vô truyền máu người ra. Vậy mà anh không có ăn, chúng tôi phải nhờ những anh chị em nấu ăn cho anh ăn. Gửi anh vô trong chùa, đuổi ra tại sao? Anh lấy đồ của chùa đó, anh trộm đồ của chùa, tính người ta như vậy đó, anh trộm đồ của chùa rồi là chúng tôi mới gom tiền là mướn phòng của anh ở ngoài, mướn cho anh cái phòng của cái mobile home đó, rồi chịu cho anh khỏe rồi anh bóp cổ cái bà chủ nhà anh rồi lấy 2,000 đồng anh đi làm việc, lúc đó hơi còn khỏe, chưa có em bệnh, hơi còn khỏe, vẫn còn phải đi đấy, chưa có khỏe lắm, nhưng mà cái bà chủ nhà bà già đó anh bóp cổ đấy đó, nghĩa là không có lấy tiền thôi đó. Rồi bà mới tới gặp chúng tôi, nói thầy ơi, bà đó cũng quen biết, thầy ơi thôi thầy kêu ông đi chưa giờ lấy tôi 2,000 bóp cổ, tôi bắt tôi đưa 2,000 đồng đó, kêu ông đi rồi kia đó. Rồi tôi lại mướn một cái gara cho anh, không cho anh tiếp xúc với người khác, mướn gara chỉ có cái cửa vô đó, không có xông được với chủ nhà đó. Rồi cái chị gì mà nấu cơm đem tới hoài đó, cái chị gì đó anh Khanh à, cái chị gì chị Liên phải không, chị Liên đó, chị nấu cơm hàng ngày, nấu cơm đem cho anh đó, ăn đó, không có tiền thì anh chị em hôm lại trả tiền nhà nấu cơm cho anh ăn. Giờ mà tới khi khỏe chút xíu rồi đó, anh gạt chị Liên, anh lấy 5,000 đồng luôn, anh gạt chị Liên, anh nói như này đó. Sao chị Liên chị kể, chị khóc lóc chị kể, nói là anh nói là ngày xưa lúc mà anh chưa bệnh đó, anh giàu lắm đó. Anh có cái xe Mercedes đó, xe Mercedes mà hồi đó anh mới chạy được chừng mấy trăm mai thôi, tới khi bị bắt cái bây giờ anh bỏ vô kho, bây giờ là anh muốn lấy 5,000 đồng đó. Đó, anh còn thiếu có 5,000 đồng thôi đó, lấy 5,000 đồng trả nợ để mà lấy xe ra rồi bán đó, để mà xong rồi trả chị sau. Chị cũng tin đó, ta dễ thương, những người trường sinh học dễ thương, dễ bị gạt lắm. Người trường sinh học thôi, ai nói gì mình cũng thích, tại vì mình coi như bà con rồi, bà con nỡ gì gạt mình đó. Vậy mà chị cũng dắt anh vô ngân hàng lấy 5,000 đưa cho anh, xong anh lỏng nó sau chị mất yêu, đi mất luôn đó. Rồi cũng không biết làm gì đó. Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng mà vẫn tiếp tục trị bệnh, mình không có ghét bỏ anh đó. Cái người thì sinh học, khi mà thấy người ta càng bê bối mình càng thương ghét, mình thật sự thầm lặng đó. Bây giờ thì anh không bê bối nữa đó. Và anh đã sau khi mà anh ho hết bệnh rồi đó, anh đã đem tất cả những cái gì, sau này anh đi làm, anh đi có cái business ở Bosa mà anh không muốn cho ai biết đó. Anh đi làm, anh trả nợ tất cả mọi người, anh trả nợ đó, trả lời luôn đó. Và bây giờ anh vẫn đang làm việc thiện đó, không còn đi ăn trộm ăn cướp nữa đó, không còn cái gì nữa, bây giờ rất là hiền đó. Và mỗi lâu lâu thỉnh thoảng anh tới gặp chúng tôi đó. Gọi là anh ấy thì không có thua tôi bao nhiêu tuổi hết đó. Thua tôi chừng 3 tuổi hay 4 tuổi gì thôi, nhưng mà lúc nào cũng gọi tôi là bố hả, gọi là cha hả. À, tại sao mà anh gọi tôi vậy, là gì kia đấy. Bố chính là người sinh ra con đó. Bố thiệt của con chưa chắc đã làm cho con được tốt, nhưng mà bố đã sống sinh ra con đó, mà làm cho con thấy được những cái sai lầm của con, và bây giờ con sống, con lương tâm con rất là thảnh thơi. Thưa chị em, cái môn học nó như vậy, và rất nhiều người như vậy, và đó là cái chính môn học. Chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta tin kiếp sau, và chúng ta tin có thiên đàng, thì thấy rõ ràng cái người bệnh nhân mà sau khi hết bệnh rồi họ trở thành những người tốt, chúng ta thấy cái kết quả trường sinh thật sự nó đến với họ. Đó, thực sự đến họ. Nếu mà trị bệnh cho họ mà họ không có trở thành người tốt, họ vẫn sống bê bối như thường, thì rõ ràng nó không có ích lợi gì hết, không có ích lợi nhiều. Đó, không có ích lợi nhiều. Mà nếu mà chúng ta trị bệnh cho họ mà họ sống bê bối hơn lúc mà trước khi người ta bị bệnh,
thì rõ ràng cái việc trị bệnh, kết quả hết bệnh, nhưng mà cái kết quả của tâm linh, kết quả của cái trường sinh nó còn nó làm kết quả xấu chứ không phải kết quả tốt. Đó. Có thể họ bị xuống địa ngục vì họ khỏe mạnh mà đi làm việc xấu. Đó. Do thế cái môn học này có những cái giá trị mà tôi từ lúc mà tôi ở tù ra từ bên Việt Nam, tôi ở tù ra tiếp nhận môn học và tôi thấy được cái ý nghĩa rất là cao, rất là đặc biệt của nó, không phải là trị bệnh bình thường đó, mà hoán chuyển được cái tâm cho người khác. Tất cả những người bệnh nhân hầu như là 10 người thì hết 8 người thay đổi cái tính tình trở nên tốt hơn. Đó là cái sâu sắc môn học. Và chúng ta, thưa chị em, hôm nay ngày sinh nhật tổ, chúng tôi nói lên một chút xíu đó. Cái quan trọng nhất là chúng ta hôm nay chúng ta tổ chức mừng sinh nhật của Đức Sư Tổ Dasila Ganaraja, thì cái câu hỏi của những người trường sinh học đặt ra là chúng ta sinh ra để làm gì? Đó. Chúng ta sinh ra phải để ăn, để uống, để chơi rồi chết. Đó. Ai cũng chết hết, sinh ra. Khi bắt đầu sinh ra là bắt đầu đi vào cái chết. Nhưng mà chết rồi, đó, nó còn cái gì? Trong quãng sống của mình làm được cái gì? Lúc chết mình có được nở và có đủ cười hay không? Đó. Vậy là sinh ra, cái câu hỏi của luôn luôn nhắc nhở như là sinh ra để làm gì. Đó. Có cái cuộc sống của mình được sống, đó, chúng ta làm được cái gì? Đó. Những cái gì đến với chúng ta, tốt với chúng ta, đẹp chúng ta, và sinh ra được nhìn đời bằng cái sự thương yêu, nhìn đời bằng cái sự quý mến, nhìn đời bằng cái sự san sẻ. Sinh ra mà nhìn bằng sự hận thù, nhìn bằng sự đau khổ thì rõ ràng là nó không sướng, cho nên là nó không thích lắm. Cho nên là sinh ra, nếu chúng ta làm được chuyện tốt thì chúng ta cứ làm. Đó. Chúng ta có rất nhiều cái thời gian là thời gian free, thời gian tự do đó. Mà hầu như nhiều khi chúng ta không biết dùng cái thời gian đó vào cái việc gì. Chúng ta dùng thời gian đó để mà đi du hí, để đi đánh bài, đi nhậu, đi nhẹp đó, đi này đi kia, nó rất là phí phạm. Những thời gian đó chúng ta có thể dành cho chúng sanh đó. Thì cái người trụ trì này, tôi tiết kiệm cái thời gian đó, chúng tôi rất quý cái thời gian đã được sinh ra rồi. Tới khi chết rồi, cái thời gian đó nó không có dài lắm đâu, giỏi lắm 100 năm thôi đó, 100 năm thôi. Nhưng mà con người của chúng ta đó, nó phải 100 năm, nó dài lắm, nó trường kỳ đó, nó trường kỳ. Sau khi mất rồi nó vẫn còn lang thang, chúng ta thấy rồi, còn lê bê lê bê đó. Cho nên là người chủ trọng sinh ra để chuẩn bị cho mình và chuẩn bị cho mọi người một cái hành trang để bước vào trong cái cõi khi chúng ta không còn tồn tại ở trên thế gian này. Chúng ta có những hành trang để chúng ta tiếp nối cái cuộc sống của mình. Đó. Thưa anh chị em, tôi nói hơi nhiều, hơi mất thời giờ, cũng xin lỗi chị Hương Thơ. Đó. Đúng là cho tôi nói có mấy phút thôi, mà tại vì những cái gì trong lòng tôi chưa đưa ra được hết. Đó. Nhưng mà thực sự tôi cũng muốn nói nhiều lắm. Mà giờ đã hết đó. Cho nên trước khi dứt lời, tôi xin nói một câu nữa là trong cuộc sống của mình, nếu chúng ta không làm được cái điều gì tốt cho những người khác thì đừng bao giờ làm xấu cho người ta. Xin cảm ơn. Cảm ơn.